Vâng, xin chào các bạn. Tôi đang có mặt ở chân cầu Vĩnh Tuy và chào mừng các bạn đã trở lại với kênh RC Việt Nam. Trên tay tôi đang có một chiếc xe cực kỳ độc và dị, trông nó rất là han dỉ. Mà cái điều han dỉ này trong RC làm cực kỳ khó luôn. Nó có tên là con này nó gọi là Doggy. Đúng không nhỉ anh em nhỉ? Đấy, nó có tên Doggy và dòng xe này rất là cổ của Mỹ. Ngày xưa được các cái dân phượt hay dùng, và bây giờ thì thời hiện đại thì anh em thường độ nó thành một chiếc xe off-road rất là khủng, với cái bề ngoài cực kỳ hầm hố luôn. Vỏ ngoài của chiếc xe thì làm sao được cũ nát nhất có thể, trông nó cũ kỹ, nhưng mà các cái cơ cấu bên trong của chiếc xe thì được độ với những cái phụ kiện và trang thiết bị cực kỳ tối tân và đắt tiền. Sau đây để kỹ hơn về chiếc xe này thì chúng ta sẽ mời chủ nhân nói về nó một cách chi tiết hơn. Tôi chỉ biết sơ sơ như vậy thôi. Vâng, mời các bạn đón xem. Vâng, xin chào các bạn. Đây đó chính là anh Hùng, chủ nhân chính của chiếc xe Doggy này. Vâng, sau đây thì chúng ta sẽ được anh ấy chia sẻ kinh nghiệm, quá trình độ chiếc xe này và những cái điều tâm huyết nhất mà anh ấy muốn gửi gắm vào chiếc xe thân yêu của mình. Vâng, anh có thể chia sẻ cho chúng tôi biết được là cái việc đầu tiên mà khi anh ý tưởng mà anh muốn làm chiếc xe này là xuất phát từ đâu nhỉ? Có lẽ là chia sẻ với các bạn là mình thì cũng là một thành viên mới của HRC. Mình cũng hiện nay thì trong bộ sưu tập của mình thì hiện nay đang có khoảng 4 con xe. Thì trong số đó thì mình đã có 3 cái là scale. Wow. Thế nên là mình muốn có một chiếc xe để nó phải chiên và nó phải phát huy được cái công năng của nó tối đa nhất. Mình muốn là nó sẽ giúp mình để chinh phục các cái giải đấu của ở Hà Nội cũng như là các tỉnh khác trong cả nước. Vì thế nên mình đã xuất phát ý tưởng từ cũng là xem trên mạng chia sẻ từ các mọi người, từ những người chơi khác ở trên thế giới, và mình đã xây dựng lên cái chiếc xe của mình với cái công năng là nó phát huy hết cái công năng của mình. Thì về phần trước tiên là về phần ngoại thất thì mình đã chọn cái body của Wagon thì theo đúng một cái tỷ lệ của tiêu chuẩn, tức là chiều dài phần đầu nó sẽ mình sẽ làm cho nó bằng 2/3 so với cả chiều dài của kính chắn gió phía trước. Tiếp theo là phần đuôi thì mình sẽ cắt đi và mình thu gọn lại, nó cũng chỉ đạt chiều dài tối đa là bằng 2/3 của kính chắn gió phía sau. Tiếp theo nữa mình sẽ phải cắt tiếp là phần cản trước đi, để cho cái bánh này nó sẽ có khả năng tiếp xúc lớn nhất khi mà nó leo vào những cái khu vực đá. Và đằng sau đít thì mình cũng gọt nó bớt đi để khi nó có góc thoát lớn nhất khi nó rơi xuống như này. Còn về phần bên ngoài thì đương nhiên rồi, mình muốn nó sẽ phải va chạm, mình muốn nó phải hầm hố, nó phải mang tính chất thời gian, mang tính chất thời gian, nên là mình chọn cái phương pháp là mình chỉnh sơn cho nó tạo một cái hiệu ứng là nó trong gì đi như thế. Còn tiếp theo nữa là tất cả các cái về phần ngoại thất của nó thì mình muốn là mình sẽ lấy sử dụng các cái vật liệu nào nhẹ nhất. Ví dụ như tất cả đây của mình đều bằng nhựa hết, tất cả là bằng nhựa. Kính thì cái phần lưới này thì bằng sắt thôi. Còn đằng sau thì mình gần như không để trang trí gì. Có cái thùng này, phi này thì cũng bằng Formex. Còn như đây là một cái miếng da để che nắng thì mình cũng làm một miếng da thật. Đấy. Còn về cơ bản là chỉ có cái đèn và như thế thôi. Cản thì mình hàn, mình tự hàn, tức là mình lên ý tưởng cái cản chắn phía trước để bảo vệ cái body của mình, nên mình sử dụng cái cản hàn liền vào đây như thế này. Vâng, phải nói là anh rất là khéo tay và tỉ mẩn, tôi thật là rất là khâm phục với cái khả năng mà tạo cái độ gì làm cho chiếc body của anh trở nên cực kỳ là thật và sống động. Có cảm giác như là nó đã trải qua một thời gian rất dài. Đấy, những cái vết han dỉ này phải rất là tỉ mẩn luôn mới có thể tạo ra, nó chóc dỉ một cách rất là tự nhiên luôn. Đây là một trong những biệt tài mà chỉ có ở Hot Rod RC một mình anh sở hữu, chưa ai có thể làm được cái điều này. Đó, phải tôi phải rất là khâm phục anh. Và qua cách anh giải thích về độ chiếc xe này để off-road, nói chung là anh rất hiểu biết về những chiếc xe off-road và biết cách độ nó làm sao để tạo lên một cái sự ưu việt nhất có thể khi mà off-road. Kỹ năng của anh rất là tốt đấy. Vâng, các bạn, đây là một kit TRX4 nội thất.
phần anh có thể gỡ body ra để cho mọi người xem được cái phần nội thất bên trong. Chia sẻ các bạn thì đây là phần body bên ngoài, còn nội thất bên trong thì hiện nay mình đang sử dụng của nó là một kit của TRX4, cũng là một sản phẩm Transat thì tương đối nói chung là cũng là rất là bền so với cả các cái hãng khác. Thì về mình đã trải qua rất nhiều các cái việc độ chế, sắp xếp lại đồ đạc, nhưng mà chung quy lại thì để lại zin thì vẫn là hay nhất. Hiện nay thì mình đang sử dụng một con nhất con điện, mình sử dụng cái bộ AXE serum 2300 và servo của mình là servo không chuẩn than KST 815. Mình có xe mình thì mình trang bị thêm một bộ bách đèn là của Transat luôn. Thì cái này, tất cả các cái sản phẩm này thì nó đều là chống nước. Ngoài ra thì mình cũng trang bị thêm cho xe, đó chính là 4 quả lốp của Pitbull. Đây là một cái sản phẩm từ Mỹ và mình cũng phải mất rất là nhiều công sức thì mới đặt về được. Trong cái bối cảnh hiện nay thì dịch Covid đang hoành hành trên thế giới nói chung và trong nước thì nói riêng, thì mình cũng đã rất cố gắng nhờ các những người em ở bên du học ở bên đấy thì gửi về cho mình. Có lẽ là về phần nội ngoại thất của chiếc xe mình thì nó hết sức là đơn giản, nhưng mà mình muốn rằng là nó sẽ phát huy được tối đa cái công năng của nó, tất cả những cái gì mà có thể để nó phát huy, để nó thi đấu được, hoặc là nó vào những cái địa hình phức tạp nhất nó thì phát huy được khả năng của mình. Cơ bản là như vậy. Vâng, thưa quý vị các bạn, anh ấy đã chia sẻ về một chiếc xe Wrap rất là chuẩn với các cái hệ bộ điện của anh rất chịu chơi rồi. Thì qua đây là biết bộ AXE này cực khủng rồi, bộ servo không chổi than này thì quá mượt luôn. Nói chung là toàn những cái thứ xa xỉ. Để đầu tư vào cho một con xe nhìn bề ngoài rất là đơn giản thôi, nhưng mà phía bên trong thì đúng là người ta nói có câu là bề ngoài thì trông rất hoang sơ mà bên trong thì nội thất thì tiện nghi bất ngờ. Và thực đây là một trong những chiếc xe như vậy. Ok, vâng, xin cảm ơn anh và đã có những cái chia sẻ rất là quý báu cho anh em đam mê RC. Và cảm ơn anh và hẹn anh vào những cái sản phẩm khác. Rất mong anh có thể chia sẻ, nghe nói anh có con 66 rất khủng. Ngày nào đó thì có thể hẹn gặp anh để phỏng vấn. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.